chia sẻ qua một chút về những cách sáng tác những bài hát trước đây của Tùng. Trước đây ấy, khi mà Tùng sáng tác bất kỳ bài hát nào ấy, thì Tùng thường tìm được Tùng những cái câu mà câu chủ chốt trước, ví dụ như là chúng ta tụ với nhau này, hai em ở ngày hôm qua, thì từ những cái câu đó trở đi thì bắt đầu Tùng mới viết nội dung cho bài hát đó. Nhưng mà với bài hát này thì khác, Tùng nghĩ tới một hình ảnh của một người mà Tùng viết trước, và Tùng nghĩ tới cái cảm xúc của người đó như thế nào. Và khi nghĩ tới tất cả mọi thứ những xung quanh này, hoàn cảnh này, nội dung, cảm xúc thì Tùng bắt đầu mới phiêu ra giai điệu. Và khi mà phiêu ra giai điệu rồi thì Tùng mới viết lời trên giai điệu đó. Và lần này Tùng cứ để cho cảm xúc của Tùng cứ tuôn ra thôi. Đó, và Tùng không cầu kỳ bất kỳ một, tao phải đi theo một cái câu chủ chốt của nó cả. Và bây giờ Tùng cứ để cho những lời ca mà Tùng muốn viết nó bay bổng vào thôi. Và khi mà Tùng viết xong, hoàn thành xong cái ca khúc Lạc Trôi này thì Tùng mới đọc lại từ đầu đến cuối, thì Tùng mới thấy rằng không còn tên bài hát nào hợp hơn ngoài từ Lạc Trôi. Đó là lý do tại sao lại đặt tên là Lạc Trôi. Cũng nhiều người thắc mắc là ngày xưa toàn thấy anh là đặt 4 từ, 5 từ mà dài đấy mà sau này có 2 từ, thì mình cũng không biết trả lời nào là cái gì nó đến thì tự khắc sẽ đến vậy. Cảm ơn Tùng. Mọi người phải giữ cho Tùng một hình ảnh, không được để lộ bất kỳ một hình ảnh nó ra ngoài. Đó, tại vì mình rất là muốn làm một cái điều gì đó bất ngờ dành cho tất cả khán giả. Khi mà em làm Lạc Trôi ấy, cái mà mất thời gian nhất bên cạnh việc âm nhạc của chị Bồ Đi thì đó là những bộ quần áo, những nói chung là những cái mà xoay quanh hình thức, mà em đã phải quyết định nối tóc. Mà nối tóc nó vô cùng đau đớn, nó đau đớn không thể chịu nổi. Và khi mình nối tóc xong rồi mình mới cảm thấy là thương những người phụ nữ như này, tại vì họ để tóc dài ấy, xong rồi để tóc dài ấy. Lúc mà em nối tóc xong ấy, em về em mà không nhớ em vừa nối tóc nữa, thế là rửa mặt là úp luôn cả tóc xuống luôn, thế là ướt hết, rồi cả đêm rất gối sấy, xong rồi đi ngủ thì nó đau hơn ạ. Ôi